Đại chúng tối nay có khỏe không? Nghe nói mấy ngày nay bên này mưa lắm phải không? À, bữa nay đỡ quá, khô ráo. Thưa đại chúng, sau 21 năm Pháp Hòa mới trở lại Victoria. Pháp Hòa đến thăm chùa Vạn Hạnh năm 1996. Bây giờ là 2017. Có phải không? 21 năm. Thì lần này Pháp Hòa về, thì trên đường về thì trong đầu Pháp Hòa là nguyên một cái chùa Vạn Hạnh cũ. Nhưng mà không ngờ khi mà đứng trước cửa chùa Vạn Hạnh ngày hôm nay á, cho đến lên tới chánh điện và đi các nơi, thì Pháp Hòa quá chừng vui. Ở trong đầu Pháp Hòa là nói là amazing. Thì không ngờ là chùa Vạn Hạnh ngày hôm nay đã được sửa sang lại, coi như cất lại hoàn toàn, do cái tấm lòng hy sinh của thầy trụ trì, cũng như là tất cả những Phật tử ở trên cái đảo Victoria này, xa gần quý vị đã trợ duyên đóng góp cùng với thầy trụ trì ở đây để mà tạo dựng được một ngôi chùa này. Quả thật là một cái điều bất khả tư nghị. Ở những thành phố lớn xây chùa thì chuyện thường rồi, ở một cái đảo đào hoa này có một giáo chủ Hoàng Dược Sư, không biết Hoàng Dung đi đâu rồi, đi theo Quách Tĩnh đi đâu rồi. Nhưng mà mình làm được một cái ngôi chùa như vậy, trang nghiêm quá mà rất là đẹp, Pháp Hòa vui lắm. Từ chiều giờ đến đây là một trong những niềm vui là ngoài gặp lại những cố nhân. Giờ ngồi dưới này qua nhìn thấy cố nhân nhiều lắm, các anh chị, các cô chú đã từng ở Edmonton, những vị đã từng sống ở Edmonton, bây giờ di cư qua đảo rất nhiều năm rồi mới được gặp lại. Và Pháp Hòa rất vui là gặp lại, thấy quý anh chị, quý cô chú vẫn vui khỏe. Thì quý vị thì gặp Pháp Hòa hoài rồi, chỉ cần lên YouTube thì có thể theo dõi Pháp Hòa đi đâu. Nhưng mà Pháp Hòa thì không được cái biết được tin tức của quý vị. Nhưng chiều hôm nay được nhìn thấy tất cả quý vị, những người cũ, những người mới, đều rất là hoan hỷ. Thầy trụ trì đã nhiều lần gọi cũng có, gặp cũng có, thầy dạy là phải đi về đây một chuyến. Mình già mà mình chưa bao giờ làm. Đến khi mà kỳ này là thầy dặn cô Quảng Hòa là giờ cô gọi đi, gọi được thì cho nên đâu có dám nói để thầy gọi mình nữa. Nó thôi thôi được rồi, cô gọi là được rồi, để thầy gọi nữa tội chết. Thầy đã dạy nhiều năm rồi mà chưa đi được. Thì hôm nay Pháp Hòa tranh thủ được một ngày đến đây với đại chúng. Từ chiều giờ ở đây rồi ăn cơm rồi đi vòng vòng đảo. Ở đây thật là yên lành. Mà mấy chục năm trước đã là vậy. Xưa nay cái đảo này là lúc nào cũng bình an, tĩnh lặng như vậy. Thì thưa đại chúng là Vạn Hạnh đó, nếu nói về lịch sử là tên của một vị thiền sư Việt Nam. Ngày sinh năm 938 và tịch năm 1025. Một vị thiền sư kế thừa đời dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi ở Việt Nam. Và ngài là vị thiền sư có công nhất trong công việc giúp vua Lý Thái Tổ, tức là ngài Lý Công Uẩn, để mở mang thời đại nhà Lý ở tại Việt Nam mình. Ngài là một vị thiền sư thông cả lão học, đạo học, và là học giả của hai tôn giáo đó, nhưng mà lại là một hành giả của đạo Phật. Ngài đã từng cố vấn cho vua Lê Đại Hành và đã từng trợ duyên rất nhiều cho vua Lý, ngay cả khi mà cái chuyện mà dời đô về Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ đó. Tuy là một thiền sư, một vị quốc sư, nhưng mà ngài vẫn không quên sự hành trì của ngài mỗi ngày. Dù là một vị quốc sư, tức là thầy của vua, trợ duyên đắc lực, gọi là cố vấn đắc lực cho vua để trị vì một đất nước, nhưng mà ngài vẫn không quên cái hạnh nguyện của mình và cái làm việc chính của mình, đó là tu hành.
phải không? Thì bây giờ mình con cháu của Ngài thì mình phải học như vậy. Mình phải học là dù mình có bận rộn cỡ nào thì mình cũng không quên tu. Vì cái tu của mình đó, nó không phải là chuông mỏ, mà cái tu của mình là mình ứng dụng lời Phật dạy trong việc làm của mình hàng ngày, như thế mới đúng. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình học làm toán, mà chị mình chỉ đi vô trong trường học mình mới bày cuốn tập ra mình làm toán là chuyện thường. Một khi mình đã biết làm toán rồi thì bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng thể ứng dụng được cái cách tính nhân chia cộng trừ ở trong mọi cái công việc của mình, nếu mà nó liên quan đến sự cộng trừ nhân chia. Giống như cái người mà đã thuộc được cái bản cửu chương thì chẳng cần cái máy tính, có thể cộng trừ nhân chia qua cái bản cửu chương của mình nào. Và hồi chiều này Pháp Hòa bước vô chánh điện lễ Phật thì Pháp Hòa thấy cái cặp đối để ở hai bên này đơn giản có mấy chữ mà hay quá chừng: vạn pháp quy chân đồng nhất thể. Câu bên này nè: vạn pháp quy chân đồng nhất thể. Bên này đáp lại là hành giải tương ưng đáo nê hoàng. Có mấy chữ thôi mà nó chuyên chở cả được cái đạo lý tu hành trong đó. Cái chữ vạn hạnh được tách ra làm hai, một bên vạn một bên hạnh, để làm thành một cặp đối. Vạn pháp quy chân đồng nhất thể. Vạn pháp là gì? Nếu chữ vạn là 10.000, nhưng mà cái chữ vạn là 10.000, và cái câu là vạn pháp ở đây để chỉ cho tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này. Cái nhà, cái bàn, cái ghế, con người, chiếc máy bay, tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này đều gọi là pháp hết. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh là gọi là chư pháp. Mà chư pháp này, cái tướng thật của nó là gì? Là không tướng. Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng đó, chư pháp không tướng, có nghĩa là tất cả các pháp, hiện tượng, sự vật, con người, sơn hà đại địa này, nếu nói cho cùng, nó chỉ là một sự có mặt do duyên sinh. Hết duyên thì nó viên mãn, nó mất. Cho nên vạn pháp quy chân, nghĩa là tất cả các pháp nó quy về một cái chỗ chân thật, đó là gì? Nhất thể thôi. Nhất thể của nó là gì? Là không. Ví dụ quý vị nhìn cây đèn cầy, quý vị gọi là, người Nam kêu cây đèn cầy, người Bắc kêu cây nến. Vậy thì mình gọi nó tên gì cũng được hết á. Nó chỉ là một cái tướng để mình thắp lên vậy, kêu cây đèn. Nhưng mà bởi vì nó làm bằng sáp, có nhiều người kêu đèn sáp, chứ không phải là đèn dầu, không phải là đèn điện. Kêu đèn sáp để phân biệt được nó không phải là đèn dầu, đèn điện, mà nó là do một chất sáp người ta nấu lại để thành một cái đèn soi. Cái thể của nó là cái thể nó là sáng. Cái tướng của nó là đèn, cái cây đèn. Và cái dụng của nó là để xài cho những lúc nào, ở chỗ nào tối mình cần. Vậy thì tất cả các thứ nó đều có cái tướng, nó đều có cái tên, là nó đều có cái dụng của nó. Tướng nó là lùng lùng màu đỏ, tên nó là đèn sáp, đèn cây, đèn bạch lạp, và cái dụng của nó là để làm cho sáng. Vậy thì tất cả đều có tướng, có tên và có cái dụng. Giống như tướng mình là tướng con trai, và tên của mình là tên tên Nam, tên Việt gì đó. Và cái dụng của con người mình là sống. Sống mình dụng thân này sao cho đúng. Vậy thì tất cả các pháp, dù mình nói như thế nào, nó đẹp, nó xấu, nhưng mà cái thể của nó, cái chơn cùng, cái tột bực của nó chỉ là gì? Chỉ là ở cái chỗ cuối cùng nó đi về cái chỗ không đó thôi. Nói cách khác,
tất cả chúng ta đang ứng dụng mọi cái pháp tu hành, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tất cả những cái gì mà chúng ta đang ứng dụng trong đời sống tu hành của mình mỗi ngày nè, nó chỉ là một cái pháp tu thôi. Mà cái mục đích của tất cả các pháp đó để làm gì? Để cho tâm mình an tịnh. Đó, vạn pháp quy chân đồng nhất thể. Tôi tâm tôi không yên, tôi đang lo lắng đủ thứ hết. Bây giờ biểu ngồi thiền coi bộ khó quá, tại ngồi nó cứ lăn xăng. Tụng kinh đi, lấy quyển kinh mở ra. Vì mình không thuộc kinh cho nên mình phải đọc. Mở kinh ra mình mắt mình dõi theo, tay mình thỉnh mỏ, mắt mình nhìn, miệng mình tụng, tụng ăn rập với tiếng mỏ. Mở kinh ra mà đọc thì kêu là đọc kinh. Nhưng mà nhờ đọc kinh chú tâm, đọc đừng có trật, lát cái bao nhiêu phiền não lo lắng gì tạm quên hết. Vạn pháp quy chân ra rồi, sao nãy giờ sao? Dạ, tụng xong thời kinh sao thấy tâm hồn mình khỏe quá. Rồi có người, người ta không biết đọc kinh, không biết tụng, nhưng mà người ta thích niệm Phật. Ta cầm sâu chuỗi ta niệm. Niệm Phật là một pháp, ngồi thiền là một pháp, tụng kinh là một pháp, trì chú là một pháp. Rồi thậm chí một thanh niên đó, nó nhiều năng lượng quá, nó ghiền, nó lên cái cơn mà nó ghiền thuốc, nó ghiền rượu, mà giờ nó muốn xa lánh cái đó, nó không muốn nữa. Mà bây giờ mà nó rảnh quá là thế nào, nó có rảnh mà nó có tiền là thế nào, nó cũng chạy đi chơi. Thôi bây giờ kêu ra xúc tuyết, cắt cỏ, làm việc nặng, để làm sao cho nó trừ khử đi cái tạp niệm, cái tà tâm ham muốn lúc đó. Cắt cỏ xúc tuyết là một pháp. Mục đích của cái pháp đó để làm gì? Để làm sao đưa người đó trở về được cái sự tĩnh lặng, xa lìa cái lỗi lầm. Vạn pháp quy chân đồng nhất thể. Quý vị ăn chay, mục đích là để làm sao mình thuần cái thói quen là ăn những món ăn thanh tịnh chay lạc, không ăn những cái sinh mạng của chúng sinh. Thì giờ cái người đó ta mới ăn mà bắt ta ăn tương ăn chao, ta ăn không nổi, ta chịu khó nấu món này món kia, chiên miếng đậu hũ sơ sơ lên, rồi bầm miếng tương hột vô, rồi bún tàu, rồi nấm mèo, rồi kim châm vô. Hỏi làm gì vậy? Đậu hũ chân tương. Thì thay vì mình gọi đậu hũ chân tương cũng được. Chân vậy xong rồi cái cho miếng rong biển vô nữa, cái này kêu gì? Cá chân tương. Cũng chữ cá với chữ nó mà mở ra không thấy cá mà tàu hũ thôi. Nhưng mà tại nhờ có miếng rong biển vô, chân với lại cái tương hột, bún tàu, kim châm, nấm mèo đó, cà chua, củ kiêu gì đó. Xong rồi đem ra cái tô nóng hổi, để ngò, để rau cần đồ lên nữa. Rồi cá chân tương, kêu cái tên gọi. Những mục đích để làm gì? Để cho cái người đó ăn chay mà không ngán. Mục đích để ăn chay không ngán và dẫn họ, dắt họ ăn chay cho ngon lành. Ăn như vậy gọi là gì? Mượn cái phương tiện đó. Cho nên rồi cuối cùng mục đích để làm gì? Cũng để cho họ thuần cái miếng chay, quên đi cái món mặn, để mà có thể ăn những bữa ăn hiền lành, rau quả. Nói về pháp tu thì tất cả các cái pháp mình ứng dụng cuối cùng cũng đưa về một cái thể chân thật. Đó là gì? Đó là cái sự an tịnh của tâm hồn. Chính con người chúng ta mỗi ngày tâm lăng xăng lắm, tâm còn lăng xăng, tâm còn lo nghĩ đủ thứ hết. Cho nên mình phải tìm mọi phương tiện, như là quy y, như là thọ giới, như là tụng kinh. Mục đích là như vậy. Cho nên ứng dụng cái pháp tu cũng kêu mà là vạn pháp. Mà bây giờ mình nhìn mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời này cũng là vạn pháp. Cái ly này cũng một pháp này, cái chuông này cũng một pháp này,
cái mỏ mình tụng kinh của một pháp nè. Bữa hôm đi tụng kinh cho một Phật tử an vị Phật Đức Quan Âm Lộ Thiên, có ông thầy nó thảy thỉnh cái mỏ mà thầy không chịu dịnh cái bám vô cái vành của cái mỏ đó, thầy cầm khơi khơi vậy. Thầy thỉnh lỡ mạnh tay lên cái bóp cái nó văng mỏ xuống bể bể mỏ. Thì quý vị thấy không, cái mỏ cũng là ăn pháp mà rớt xuống cái thì đồng nhất thể, cái mỏ cũng là cái tướng thôi, phải không? Nó là một cái miếng, là cái khúc gỗ người ta đẽo ra thành cái mỏ, mà rớt xuống mà nó chạm cái duyên ở dưới đất là quá, là cái xi măng mạnh quá cũng bể. Thì cái mỏ đó mới thấy còn ngon lành, rớt xuống cầm lên mỏ bể kêu cạch cạch liền. Con người mình cũng vậy, thấy mạnh cùi cùi đó 5 phút sau nghe chết rồi. Thiếu gì chuyện mình đã nghe những cái chuyện như vậy. Như hôm rồi Pháp Hòa đi Mỹ, có cái vị Phật tử nói, trời thầy biết không, cái ông chủ tiệm sát bên tiệm con, tối hôm qua đi làm về, ổng ra cửa ổng gặp con, ổng còn bye bye nữa. Sáng ra nghe ổng rồi đêm hôm ở nhà đứt mạch máu chết rồi. Cho nên á, con người mình, tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này gọi là vạn pháp. Khi mà nó trở về cái chỗ tột cùng của nó rồi thì nó cũng là không. Thấy không để làm chi? Chữ không này là gì? Để mình đừng có dính mắc mình và cái của mình. Hai cái loại đó người ta gọi là ngã chấp, hay là ngã. Ngã là mình, mình chấp vào cái mình, và cái gì thuộc về mình gọi là ngã sở. Tôi đó là, tôi là như thế này, tôi là như thế kia, đó là ngã chấp đó. Cái đó phải của tôi, cái đó gọi là ngã sở. Cho nên nhiều khi Phật tử thì thật sự mình cũng chỉ đây là cái câu ví dụ thôi, chứ không có tội lỗi gì hết. Ví dụ như mình nói, ồ bữa nay chị có về chùa mình không? Chùa phải chùa mình nữa, chứ không phải chùa chùa kia, chùa người ta, không phải chùa của mình. Thật sự câu nói đó không có ý xấu, mình chỉ muốn nói là cái chùa mình thường đi và cái chùa mình ít đi vậy thôi. Nhưng mà nếu mà phân tích đó, phân tích đó, là mình còn kẹt cái gì gọi là ngã và ngã sở. Ngã sở là cái gì cũng phải của mình. Mà khi mình thấy rằng còn cái có của mình, mà khi mình lỡ nó mất cái khổ lắm. Còn khi mình thấy cái đó là của chung, hay là cái đó là của gọi là vật chất, thì khi nó mất mình không quá đau khổ. Tại vì mình biết rồi, mình biết rõ cái tướng của nó là gì, là không, tạm có thôi. Quý vị để ý thôi, trên đời này cái gì cũng tạm hết á. Ngay cả đời sống của mình cũng tạm thôi. Còn bản thân con người mình tạm thôi. Ngày nào mình gặp cái người đó còn là một người thanh niên, trai trẻ, khỏe đẹp, giờ gặp lại là một vị trung niên, hay là đã thành lão niên rồi, hay là những vị đã từng gặp Pháp Hòa 20 mấy năm trước chỉ là một thanh niên 20 mấy tuổi, bây giờ gặp lại người đã 40 mấy tuổi, thí dụ vậy. Mà ngày trước quý vị Pháp Hòa gặp mà một anh một chị nào đó tóc chưa bạc, giờ gặp lại đã điểm mũi tiêu thôi. Như vậy thì mình thấy rằng tất cả mọi hiện tượng sự vật, cái chân thật tướng của nó là biến đổi, rồi đến một ngày nào đó mình phải trở về cái chỗ thật của nó. Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, lửa trả về cho lửa. Cho nên chỉ cần mình thấu đáo được vạn pháp quy chân đồng nhất thể, tất cả các pháp nó đều quy về một cái chỗ đó thôi. Thiện ác gì cũng chỗ đó. Cho nên cái câu đó mình giải kiểu nào cũng được hết á. Giải về hiện tượng sự vật, giải về cách thành xử tu hành gì cũng được hết. Bên này mình đáp lại, vạn hạnh gì? Hạnh giải tương ưng. Hạnh giải tương ưng là gì? Chữ hành á là việc làm, hay là hạnh đó, hạnh hay là hành giống nhau. Giải là gì? Giải là mình hiểu.
cái hiểu và cái làm của mình nó phải giống nhau. Nếu mà mình biết mà mình không làm, nó cũng vậy thôi. Có một cái ông đó, sau một thời gian đánh giặc mệt mỏi với chiến trường rồi, ông xin rút về hưu đi chùa. Hay bữa nào ông lên chùa, ông xin hòa thượng cho con đi xuất gia. Bây giờ con chán cảnh ngoài đời rồi, giờ con muốn vô chùa con tu. Hòa thượng mới nói thôi đạo hữu, để từ từ đi. Thì đạo hữu mấy chục năm sống ngoài đời, tập khí còn nhiều lắm. Để rồi từ từ, rồi khi nào mà thuận duyên thầy thấy được thì thầy cho đạo hữu xuất gia. Thì ông mới nói là dạ không, bạch hòa thượng, là con bây giờ là tâm con thuần lắm rồi, con chán cảnh đời lắm rồi, bây giờ con tu là nhất định tu tới nơi tới chốn thôi. Nói gì nói hòa thượng vẫn cứ bắt ông từ từ thôi, cũng phải đành chịu thôi. Muốn đi tu mà ông thầy mình nó không nhận mình rồi sao tu. Thôi thì hàng ngày cũng đi. Cái bữa nọ ông đi chùa đâu khoảng 5 giờ sáng, hòa thượng đang đi ra sân gặp ông, hỏi ủa đi đâu giờ này sớm vậy. Ông nói con cố gắng dậy sớm vô chùa lễ Phật để lo cho sư trưởng. Nói vậy đó. Cái hòa thượng mới nói chà, đi sớm vậy không sợ vợ nhà ngoại tình hả? Trời ơi, ông nổi lửa lên. Ông nói ông hòa thượng ăn nói vô duyên. Thì khi mà ông mắng hòa thượng một câu như vậy đó, thì hòa thượng đáp lại bằng một bài kệ: nhẹ nhẹ phẩy chiếc quạt, tánh lửa đã phừng lên, nóng nảy hừng như vậy, sao bảo rằng đã buông. Quý hiểu câu đó không? Tức là hồi nãy đi khoe với hòa thượng đó, con giờ là con yên rồi. Đó là một câu chuyện để ví dụ hành giải tương ưng. Hành là việc làm, giải là cái chỗ mình biết. Hành giải tương ưng là chỗ mình biết, và cái biết của mình nó phải tương ưng với cái làm. Ông Tô Đông Pha đó, ông viết một cái tờ giấy gửi cho một vị hòa thượng, đưa cho người làm đem đi trình cho hòa thượng. Thì cái câu ông nói như thế này: bạch hòa thượng, tâm con bây giờ đã vững vàng, cuộc đời này cho dù 8 ngọn gió có đến, thổi con cũng không bay. 8 ngọn gió là gì? Được mất, hơn thua, vui buồn, thương ghét. Được mất, hơn thua, vui buồn, thương ghét là 8 cái. Viết cái tờ giấy đó qua, 8 gió thổi không động mà. Đưa qua cho hòa thượng. Hòa thượng đọc xong cái này, cái này sao nó giống một cái tiếng đánh rắm của một con người. Rắm tức là thông hơi dưới. Đây, ông đem cái ông người làm đi về, nói dạ bạch tể tướng, con đã làm xong nhiệm vụ, con đưa cái thơ của ngài cho hòa thượng Phật Ấn rồi. Và ông mới hỏi rồi hòa thượng Phật Ấn nói là sao. Nói tể tướng, cái bài thơ của cái bức thơ của tể tướng trình cái chỗ sở tu của ngài đó giống như một cái đánh rắm. Trời đất ơi, ông nghe vậy ông tức tốc, ông đi thuyền qua chùa của ngài Phật Ấn, ông tìm để ông hỏi cho ra lẽ mà. Ngài Phật Ấn mới ngồi ngay trước cửa chùa chờ. Tô Đông Pha vừa tới, hòa thượng nói 8 gió thổi không động, một cái thông hơi bay qua tới đây. Nghĩa là 8 ngọn gió mới khoe đó, 8 gió thổi không động. Nếu mà ông là người thật sự không động, được mất, khen chê. Khen chê không động chứ. Tôi mới vừa chê ông một câu thôi, thôi rùm. Một câu đó thôi mà nó, ông đã bay qua tới bên này rồi. Thì hỏi gió thổi ông động hay là chỉ một cái thông hơi là đã động. Quý vị hiểu được câu chuyện đó. Hành giải tương ưng. Hồi nãy trước khi ra đây, nhó vô cái tủ kinh, Pháp Hòa mới dở cuốn kinh Hoa Nghiêm. Tại vì xưa nay Pháp Hòa thấy quyển kinh Hoa Nghiêm là do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch.
tự nhiên hôm nay Pháp Hòa lại thấy trong tụ kinh có một quyển Hoa Nghiêm do một dịch giả khác dịch, mà Pháp Hòa là ham sách ham kinh, thấy có một cái tác phẩm mà lạ là phải, nhất định là phải cầm trên tay. Thấy kinh Hoa Nghiêm người khác dịch thích quá, mở ra đọc, tới ngay cái đoạn một Bồ Tát hỏi: tại sao chúng sanh hay là những hành giả tu hành nghe pháp rất nhiều nhưng mà tham sân si còn nguyên, phiền não còn nguyên? Hỏi trong cái câu hỏi đó thì vị Bồ Tát kia đáp rằng: như người nấu thức ăn, nghe biết tên thức ăn nhưng người này không ăn. Cũng như người nghe pháp, nghe thì nghe rất nhiều, tên bài giảng nào cũng thuộc nhưng không hành gì hết. Có không? Mình nghe tên bài giảng, giờ nói ông thầy đó ra, trời ơi nhà tôi hả, mấy trăm bài giảng của ổng luôn, ổng giảng bài nào tôi cũng biết hết. Nhưng mà cái quan trọng là mình nghe là có nghe, mình có hành cái lời đó không. Ở đây chỉ muốn giải đáp cho chúng ta, có nhiều khi chúng ta thắc mắc: ủa tại sao kỳ vậy, người đó tôi thấy họ đi chùa thọ Bát Quan Trai mỗi tháng mà, Bát Quan Trai nào tháng nào cũng có mặt hết á. Bát Quan Trai là một ngày tu giống như người xuất gia 24 giờ đó, tháng nào cũng đi tu ngày đó, mà sao trời ơi phiền não sân si gì còn y thinh y thích y hệt y chang đủ thứ y hết, và cuối cùng gặp y thị chính hắn. Tại sao? Dễ thôi, đơn giản, tới chùa là một việc, nhưng mình có thấm được cái hạnh, cái đức, cái lý để đi chùa hay không là một việc khác. Thấy không? Mình làm công quả mà rốt cuộc á, mình chỉ bỏ công rất nhiều nhưng mà quả thì không bao nhiêu. Chứ công lấy sức làm việc nhưng mà phối hợp với cái tâm tu của mình trong khi làm để được cái quả gọi là công quả. Thí dụ mình muốn khiêng cái bàn, chỉ dùng sức không dùng mưu, kiệt sức khiêng xong cái bàn nằm luôn. Giờ nói: ồ cái bàn nặng quá, tôi khiêng không nổi, tôi kiếm chiếc xe có 4 cái bánh, hay tôi kiếm tấm thảm, tôi nhích từ từ, tôi làm sao cho cái thảm này nó nằm ở trên cái bàn này, rồi tôi kéo đi. Phải dùng mưu, người không có sức thì phải dùng mưu thì không có bị kiệt sức. Thì chúng ta cũng vậy, tức là chúng ta khi đi vào trong chùa mình làm việc thì mình phải làm sao mình dụng được cái sự tu của mình trong công việc. Mình nấu ăn cho đại chúng ăn, nó free á, nhiều khi bỏ công ra, bỏ của ra luôn, mà ta ăn ta chê một câu thôi, buồn tháng, không chừng nghỉ nấu luôn á. Thấy không? Mình bỏ công ra thì được rồi đó, nhưng mình mới dụng sức à, dụng trí nữa, dụng cái trí của mình. Từ là có rồi đó, từ là thương, từ bi là thương, mua đồ ăn lên rồi nấu nữa là thương, quá chân thương rồi. Nhưng mà bây giờ người ta nói mình câu như vậy, mình buồn thì mình sẽ tự thối lui cái hạnh nguyện của mình, cho nên rồi mình chưa có thể tương ưng hành giải được cái chỗ biết và cái chỗ làm của mình. Nhưng mà nếu người khác giận, mình sẽ khuyên: chị thôi đừng có giận, bỏ đi. Mình nói rất là giỏi nếu mình khuyên người ta, nhưng mà nếu đúng ngay của mình, thử bà coi bà bỏ nổi không. Bà biết tôi bỏ không? Tức là mình khuyên người khác, nhưng mà người khác khuyên ngược lại mình thì mình sao? Mình sẽ nạt lại. Giỏi, chị nói giỏi lắm, thử tới chị thì chị biết thân. Thí dụ vậy. Cho nên đó, chỉ cần có một vị đó hỏi một vị hòa thượng: bạch ngài, Phật thì con biết rồi mà tổ là cái gì?
thưa nay con hay nghe nói Phật tổ, nè, chùa nào cũng trước Phật sau tổ, chùa nào cũng thờ vậy hết á. Vậy thì tổ là gì? Thì cái vị hòa thượng kia khai thị bốn chữ thôi: hành giải tương ưng là tổ. Hành giải tương ưng, tương ưng là gì? Nó tương xứng và nó ứng hợp với, nói sao làm vậy. Thí dụ như quý thầy lên hướng dẫn đại chúng, xin đại chúng hãy giữ trang nghiêm đạo tràng, xin nhớ tắt phone, đừng bể phone reo trong chánh điện mất trang nghiêm. Vừa dứt điện thoại, ông MC reo sùm hết. Vậy là trước khi mình thông báo cho đại chúng nhớ tắt cái phone mình trước. Mình bảo người ta tắt phone mà mình quên tắt cái phone mình, cái này nhiều lắm ạ. Có nhiều khi mình biểu người đó tu nhưng mình chưa có tu. Cho nên cái câu đáp bên này nè, vạn bên này là hành giải tương ưng đáo nê hoàng. Chữ đáo là gì? Là đến. Nê hoàng là gì? À, nê hoàng là niết bàn đó. Là nó phiên âm từ cái chữ Nava. Nava người Trung Hoa âm là nê hoàng. Vậy thì nê hoàng nghĩa là gì? Nghĩa là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt phiền não. Độ cái gì? Độ sanh tử. Diệt phiền não, độ sanh tử gọi niết bàn. Hay nói cách khác, khi nào tâm mình vắng mặt tham sân si là nê hoàng, là niết bàn. Vậy thì niết bàn là một trạng thái khi tâm an tịnh, vui vẻ, chứ không phải là cái nơi chốn để mình chờ chết mình tới. Niết bàn hay là nê hoàng đó, thí dụ như hôm nào ai gặp mình, em chúc chị, chúc anh năm mới luôn luôn có niết bàn. Câu chúc đó là câu chúc gọi là đạo vị nhất. Còn chúc mấy cái câu như thường lệ là chúc anh chị lúc nào cũng khỏe mạnh nha, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài phát đạt gì đó. Nhưng mà thiệt sự là ta không có phát gì ngoài phát điên, phát khùng đó. Con người mình nó cũng có cái phát, ngoài phát tài phát đạt phát tướng, nó cũng có cái kia, nó cũng phát dữ dội lắm, chỉ cần chút là nó phát liền. Cho nên á, mình nó giống như là cái đèn dầu mà nó đầy lửa vậy, đầy dầu vậy. Xẹt vô là nó, lửa vô là nó cháy liền. Vậy thì cái câu mà cái cọc đối ở đây rất là hay: vạn pháp quy chân đồng nhất thể. Nếu mà nó quy về, nó trở về cái chỗ chân thật đó, nó là một thể thôi. Mà hãy mà mình mà hành giải, mình tương ưng thì mình sẽ đến được niết bàn. Nghĩa là gì? Tâm, nếu mình làm nói sao làm vậy thì luôn luôn an vui, không có lo lắng. Bây giờ Pháp Hòa nói, một mình nói một đường, mình làm nẻo, cho nên lúc nào tâm mình nó cũng hồi hộp lắm. Nó phải nhớ cho thật kỹ, hôm trước mình nói vậy, bữa sau mình, con người mình đó, nhiều khi mình bữa nay mình nói dốc chuyện này, mà tháng sau gặp lại phải nhớ nha, hồi tháng trước nói dốc kiểu đó đó, chứ tháng sau mà nói là mình biết, nhiều khi mình quên đó, chứ mình nói thiệt. Tại vì cái thật thủy chung nó cũng là, chỉ là mình biết, cho nên cuối cùng mà trong cái vô tình mình nói một cái điều đó thật. Rồi cuối cùng không, người đó bị hớ. Cho nên á, thưa đại chúng, hạnh á, tiếng Anh dịch là cái action. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, Đại Hạnh Phổ Hiền, không có chữ nào dịch được. Cuối cùng phải dịch là The Bodhisattva of Great Action. Tại vì Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền là tượng trưng cho một vị Bồ Tát nhập thế, luôn luôn ứng dụng, luôn luôn xả thân để mà hành sự, làm tất cả sự việc. Mà bây giờ mình không cách nào dịch cái chữ đó khác hơn.
cho người ta dễ hiểu. Nói chung là dịch sao cho ta dễ hiểu. Quan âm là Buddha Bodhisattva of great compassion, là Bồ Tát có lòng từ bi lớn. Địa Tạng Bồ Tát dịch là the Bodhisattva of great vow. Thì vì qua tới Phổ Hiền là phải dịch là the Bodhisattva of great action. Vị Bồ Tát này tượng trưng cho một người có một cái việc làm vĩ đại, một cái việc làm đại hạnh mà. Đại hạnh là great action. Vậy thì cái chữ vạn hạnh, việc gì chúng ta ứng dụng trong cuộc sống này đều là cái hạnh hết. Từ cái hạnh nó mới có cái đức. Cho nên là tâm hạnh hay là hạnh tâm đó. Cái tâm này nè, nó đẹp cho nên nó lưu xuất được cái hạnh. Tội hay là phước nó cũng có. Trong kinh dạy á, có nhiều người có cái phước hạnh. Phước hạnh là gì? Là cái việc làm, cái cách sống của họ mà lại sanh ra phước. Nhưng mà ngược lại cũng có những người sao? Tội hạnh. Tức là họ sống, cái cách sống, cách cư xử tạo lỗi, tạo sai. Kinh dạy á, cái người mà phước hạnh á, là người biết tu ba nghiệp: thân, miệng, ý. Con người mình á, đại chúng để ý coi, có phải tất cả việc làm lành cũng do ba nghiệp không? Thân á, có ba nè: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có bốn: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý, tham, sân, si. Cho nên á, có ba chỗ thôi: thân, miệng, ý mà tạo ra tới 10 món lỗi lầm. Cho nên gọi là tội, gọi là phước hạnh là người tu thập thiện. Và khi khai kinh đó, tụng kinh khai chuông mỏ đó, bon bon bon, bên này đáp lại cốc 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 là ba rồi phải không? Bon cốc là bốn, bon cốc năm, bon cốc sáu, rồi dứt tứ cốc 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 cốc, cộng lại là 10 tiếng mỏ. 10 cái tiếng mỏ đó là tượng trưng cho hành thập thiện, trừ thập ác. Người đó gọi là gì? Là phước hạnh. Cho nên trong đời sống của mình, mình có thể tạo được phước. Người làm thiện làm phước, người làm thiện làm phước. Mà đâu phải ở trong chùa mới có cho chuyện cho mình làm thiện đâu. Thiếu gì? Bất cứ việc gì, thí dụ như đi đường thấy miếng vỏ chai bể, lượm bỏ thùng rác cũng phước. Thấy miếng rác, lượm bỏ thùng rác phước. Ngồi trên xe bus, thấy người già, người bệnh, người mang thai bước lên xe hết chỗ ngồi, đứng dậy nhường tại chỗ đó ngồi, phước. Nhưng mà tội hạnh nó cũng thiếu gì, đầy dẫy. Cho nên mình tu là mình có được cái tuệ đó, để mình thông tất cả hành nghiệp là mình làm. Hồi xưa có câu á: hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, nhược hữu sở tăng. Hành ác chi nhân như ma đao chi thập, bất kiến kỳ tổn, nhược hữu sở khuy. Người làm thiện như cỏ mọc trong công viên, đâu thấy nó cao, vậy mà mỗi ngày nó lớn. Phải không? Có ai mà nhìn thấy cọng cỏ mọc bao giờ? Nhưng mà vừa cắt xong, ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày lại thấy cỏ cao, cỏ lớn. Người làm thiện như cỏ mọc ở công viên, không thấy nó cao, nhưng mỗi ngày nó lớn. Ngược lại, người làm ác như ma mài dao trên đá, ma đao chi thập, không thấy nó mòn, lâu ngày nó lõm.
cái viên đá mài dao đó. Mình tưởng đâu trời ơi, cục đá mài dao đời nào nó mòn, tưởng đâu mài riết mòn dao, mà rốt cuộc thì sao, đá nó cũng mòn. Cái người làm ác cũng vậy, đừng tưởng là nó không có cái chỗ mà mình phải trả. Người làm ác như mài dao trên phiến đá, không thấy nó mòn, nhưng mà lâu ngày nó sẽ bị lõm vào đó. Hành ác chi nhân như ma đao chi thạch, bất kiến kỳ tổn, nhược hữu sở khuy. Có ngày đó nó sẽ lõm, nó mòn đi. Cho nên mình có phước hạnh, mình có tội hạnh. Tức là có nhiều khi việc làm đó tạo tội. Chữ tội là gì? Không ai bắt mình nha, không có cái ông nào ngồi bắt tội mình hết. Tội là gì? Là những gì chúng ta cố ý chúng ta làm mà để tổn hại cho người khác, gọi là tội, gọi là ác. Nhưng mà ai làm mình tội, ai bắt phạt mình? Tự tâm mình nè. Làm cái điều đó sai rồi, tâm tư dày vò, chịu không nổi. Cho nên á, kinh Phật dạy á, con người mình có thể tạo ra ba hạnh: phước hạnh, tội hạnh. Vì vậy cho nên á, mình phải giữ tâm của mình cho nó vững, gọi là vô động hạnh. Thế nào gọi là vô động? Tâm không có lay động. Thấy cái xấu, thấy cái xấu, mình vẫn nhận ra nó. Rồi bây giờ cái gì mà nó thiện, nó lành, nó đến với mình, hay là cái nhân mình đến như thế nào? Người không hiểu đạo á, trách móc lắm. Trời ơi, tôi nghĩ tôi làm thiện không mà, tại sao mà cuộc đời tôi gặp toàn là những cái xấu ác, những cái điều bất hạnh? Không phải đâu. Mình làm thiện là làm thiện đời này, nhưng mà ai biết được những cái quá khứ mình làm. Ví dụ như giờ ở Việt Nam mình làm gì đâu ai biết, người ta chỉ biết mình có mấy chục năm ở đây vậy thôi. Thì người ta có thể người ta nhận diện mình qua cái đời sống của mình ở đây thôi, nhưng mà trước đó nữa mình là ai, chỉ có mình biết. Cho nên á, muốn thành tựu được cái sự tu hành của mình, Phật dạy chúng ta phải phát tâm cúng dường. Hôm qua Pháp Hòa có giải cho mấy người Mỹ, mấy đứa nhỏ, cúng dường là gì? Đâu phải cầm tiền lên mới cúng dường đâu. Trong cuộc sống của mình, nếu chúng ta nhìn kỹ coi, ôi chà, chúng ta hành sự cúng dường nhiều lắm. Ví dụ như bữa nay có người phát tâm nấu phở đó, đâu phải cúng dường cho mấy thầy đâu, mấy thầy ăn diện nồi tổ bố như vậy. Cúng dường cho đại chúng, phải không? Nhưng mà vật chất của cải mình cúng rồi, nụ cười mình cũng có thể cúng. Mình nói chị ơi, chị cần gì em phụ không? Đóng góp công sức mình cũng là cúng dường. Nói chung là ngay cả sự hằng ngày mình tu cũng là cúng dường nữa. Mình tu, mình chuyển hóa phiền não, mình cúng dường an lạc cho đại chúng, cho xã hội. Còn nếu mà mình không lo, mình vui vẻ, thí dụ giờ mình tới chỗ đó, mình kiếm chuyện rồi, tự nhiên mình làm không khí chỗ đó đổi sắc liền. Người ta đang vui vẻ, tự nhiên mình làm cho cái chỗ đó nó không vui. Bây giờ ngược lại, chỗ đó người ta đang buồn tẻ, mình tới mình làm cho chỗ đó vui vẻ lên, đó là cúng dường. Cho nên á, chỉ cần mình tu thôi, mình tu, cái tu của mình hàng ngày là mình cúng dường lớn lắm đó. Cúng dường mọi cái sự an vui cho người khác. Kế bên cạnh cúng dường là gì? Học giới. Hồi nãy quý vị Phật tử quy y đó, vì mà mình tâm mình chưa có thuần cho nên phải cần có giáo pháp. Có giáo pháp để làm gì? Để chỉnh đốn, để mà giúp cho mình chuyển hóa, chỉnh sửa cái tâm mình. Có nhiều vị nói thôi tôi không quy được đâu, tôi còn sân si lắm, tôi còn phiền não lắm, tôi còn hung dữ lắm, đến khi nào mà tôi hiền rồi tôi mới quy y. Trời đất ơi, mình biết mình vậy cho nên mình mới đi kiếm pháp, kiếm gì đó để mình làm cho nó hiền lành bớt. Tự để bộ để khơi khơi vậy, trời, khúc gỗ mà không đục đẽo sức mấy nó thành tượng Phật. Để đó ngàn năm không làm gì hết thì nó cũng là khúc gỗ thôi, không chừng nó mục nữa là khác.
không? Còn nếu mà khúc gỗ mà chịu khó đẽo đục, khắc trạm thì thế nào cũng ra tượng Phật. Cho nên học giới là ai cũng phải có. Phật tử mà đầu tiên bước đầu để trở thành người Phật tử tập tu là gì? Phải quy y thọ giới, nhờ cái giới đó bảo hộ cho mình. Con người mình đó, ai cũng có cái chủng tử tham, mà nếu đi ngang chỗ nào mà đồ để không có chủ nhân mà nó quá tốt thì duyên tham, rồi bắt đầu suy nghĩ cách thức làm sao ta, làm sao lấy cái này mà không ai biết ha. Có nhiều khi mình mua hàng ha, cái món này 5 đồng cũng y chang, nó sát bên đây bán 3 đồng thì cái 3 đồng á là nó héo hơn cái, nó dởm dởm hơn cái 5 đồng. Để mình giả bộ mình đã tráo tráo một hồi cái này, lấy cái tốt nhưng mà giá của 3 đồng. Nghĩ cái cách nào đó. Cho nên đó, mình là có chủng tử tham, Phật gọi là nhân tham. Gặp cái đồ đó là cái phương tiện để khởi tâm, gọi là gì? Là duyên tham. Rồi mình nghĩ cái cách nào để mình lấy cái đồ đó, gọi là cách thức tham. Phối hợp ba cái đó lại, mình lùa cái đó vô vỏ mình, rồi thành gì? Nghiệp tham. Một lần làm được, hai lần làm được, lâu ngày sành sỏi cái đó. Cho nên Phật dạy kỹ lắm: nhân tham, duyên tham, cách thức tham, thành nghiệp tham. Người mình sẵn có lửa là nhân sân. Gặp cái người mình không ưa, nó cứ la giả trước mặt mình hoài, nó là duyên sân. Rồi bây giờ đúng ngay lúc đó người đó lỡ đi đúng mình một cái, trời ơi đúng điệu quá, tôi muốn chửi lâu rồi mà không có cơ hội. Tôi muốn giận nó lâu rồi mà không có cơ hội. Hôm nay lỡ nó đụng này mình có cớ mình nói. Dù người ta xin lỗi cỡ nào nhưng mà sẵn mình nắm được cái chỗ là người đó có một chút tì vết lỗi lầm với mình thì mình sẽ hành xử cái đó. Hồi nhỏ mình đi học rồi gặp này hoài gì, cái đứa mình không ưa mà không có cách nào làm nó hết, cái bữa nào lỡ nó đụng mình cả, trời ơi tha hồ mà chửi nó. Lúc đó nó có lỗi nó phải im thôi, nhưng mà lát làm quá cái nó quập lại, nó la mình lại rồi nó đánh mình. Cho nên con người mình đã có cái đó. Vì vậy tại sao mà chúng ta muốn giảm cái đó thì chúng ta phải giảm duyên. Giảm duyên đi để chi? Để đừng có tăng trưởng cái đó. Nhân sân cũng có, duyên sân cũng có, rồi cách thức cũng có, rồi thành lâu ngày thành nghiệp. Cúng dường nè, học giới nè, tu tuệ. Tu tuệ cũng được. Tu tuệ là gì? Là mình phải làm sao ứng dụng cái tuệ giác, cái trí tuệ trong đời sống của mình. Bây giờ muốn có tuệ phải làm gì? Phải nghe pháp. Không có nghe pháp thì không hiểu gì hết. Không hiểu thì sao tu đúng được? Không hiểu là không có tu đúng. Chứ phải nghe pháp để làm cho cái tâm tư mình nó khai mở ra. Bây giờ quý vị thấy phương tiện nghe pháp đầy dẫy phải không? Quá chừng lợi, tiện lợi quá chừng. Ngày xưa muốn nghe pháp là phải tới chùa mới nghe được. Bây giờ ngồi nhà nấu ăn vẫn nghe pháp được, quét nhà vẫn nghe pháp được. Vừa rồi ở Utah có ông Phật tử viết cho Pháp Hòa tờ giấy hỏi thầy ơi, con bây giờ con ghiền nghe pháp lắm, con nghe everywhere, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, con đem vô luôn phòng toilet con nghe được không? Vừa rồi có vị mới hỏi vậy đó. Pháp Hòa mới nói là thật sự ra đem vô trỏng nghe cũng có sao đâu, nhưng mà thôi chừa chỗ đó ra cho nó có cái gì nó tôn trọng chút vậy thôi, chứ thật sự bưng vô đó ai biết. Mà có thầy nào mà thầy nói ê đừng đem tôi vô đây đâu. Nếu mà thầy nào mà núp vào người đó trong đó mà nói vậy là mình bỏ cái máy đó mình chạy đó. Lúc đó pháp hay cỡ nào con cũng dám nghe đó. Tu tuệ cần lắm. Người Phật tử mà không có trí tuệ thì mình sẽ mù mờ. Cho nên giống như ngoài đời, mình ra đây rồi mình phải học những cái một vài cái phong cách sống của nước ngoài. Phải qua ví dụ Việt Nam mình đó, hay là những cái xứ mà Á Châu mình hay chen lấn. Mà người Mỹ ta lịch sự lắm, tao bây giờ ta chen lấn kêu vậy.
Mà qua ở đây rồi mà không học được cái đó nữa dở. Người ta đang đứng xếp hàng vậy nè, cái tự đau lấn vô. Mà để ý coi, mà để ý cái đó. Người ta đang đứng trả tiền vậy, cái mình tàu chạy vô, nè tôi lấy này nghe, ba đồng tôi trả nè, chạy. Nhiều khi mình đưa vậy đó, không biêu, không biết gì hết trơn. Cái người Mỹ họ nhìn mình, họ nhìn mình là cái gì? Weird, lạ quá. Thành thử ra mình không nên chen lấn. Mà xin lỗi, ví dụ như cái chuyện hỉ mũi khạc nhổ là chuyện bình thường con người. Người Mỹ cũng phải hỉ mũi khạc nhổ, nhưng mà họ lịch sự, họ có cách của họ. Thì mình làm sao mình cũng đã có cái đó. Thật sự ra học là học gì? Học đủ thứ hết. Cho nên Phật hay vô cùng. Phật nói một câu trong kinh này các thầy, khi Phật sắp mất, điều gì tôi chưa nói mà mai mốt đời sống sau này mà điều đó mọi người đồng ý mà làm để phù hợp với quốc độ ở đó, quý vị nên làm. Phật dẫn kỹ như vậy đó. Ví dụ như giờ mình chấp vô giới luật, mình nói giờ tôi ha, tôi là bây giờ là tôi xài xe, xài phone thoải mái, trong luật giới không có nói câu này. Thời Phật không có phone, không có internet, không có mấy cái vụ này thì Phật đâu có nói. Như là Phật nói là đi đường phải giữ luật lệ đi đường. Thời Phật không có xe đi kiểu đó, chứ Phật không nói. Nhưng mà bây giờ mình sống ở quốc độ này, vấn đề đi xe cho an toàn, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng cho rõ ràng, ví dụ vậy, thành luật. Mình sống ở quốc độ đó, mình phải tuân thủ cái đó. Chờ Phật biết hết chúng sanh mình đó. Phật biết đệ tử của mình hết đó. Đệ tử của mình là hay đi ngang lắm đó. Tiếng Mỹ nó kêu jaywalk đó. Cho nên giờ ở đây mà ai băng ngang qua đường mà không có đúng cái luật cũng bị phạt nữa. Không biết ở đây có bị không. Chứ mấy thành phố lớn đó, chỗ nào không phải là chỗ qua băng qua đường mà băng ẩu á, cảnh sát gặp được cũng phạt nữa. Mình làm cho mình tự bệnh hại thân mình, lỡ cái người kia ta thắng không kịp, vì người ta có cái right, cái đúng để người ta đi. Cho nên cái người mà có thông tuệ, có tu tuệ, người đó mở mang. Cái xưa cái nay mình rành rõ vô cùng. Hồi đó qua đọc cái quyển Cổ học tinh hoa. Ở trong cái cuốn Cổ học tinh hoa, cái lời mở đầu ở trong đó có một câu vậy nè: tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ bất tri kim, vị chi lục trầm. Người sống mà chỉ biết cái nay mà không biết cái xưa, người đó mù mờ về cái xưa. Nhưng mà ngược lại, nếu người nào sống mà chỉ biết cái xưa mà không biết cái nay, người này đang chết chìm trên mặt đất. Ví dụ như bây giờ mình nói cái hiện tại nè, bây giờ mình sống mà mình y chang cái bài bản cũ của ngày xưa thì mình không hợp, không thích ứng được với cái thời bây giờ, thì sống mà tự nhiên mình bị cô lập. Mình thấy mình lẻ loi vậy, vì mình sao không ai đồng tình đồng cảm với mình hết. Pháp Hòa nói bây giờ quý vị thấy con nít nó đi học không? Khác mình hồi xưa rồi. Hồi đó mình, cái thời xưa mình Việt Nam đi học á, thời Pháp Hòa đi học á, là mỗi đứa con cái bình mực, rồi mình mới chấm cái mực mình vô cái viết, mình viết kêu cái ngòi bút gì quên rồi, lá tre. À trời ơi, mà người nào mà có tiền mới mua nguyên bình mực pha sẵn, mình không có tiền, mua toàn là mực bột về đổ nước lạnh vô pha, nhớ không? Trời ơi, cầm bình mực tao nó dính tùm lum, cái lấy cái lon sữa bò bỏ cái bình mực đó vô, đục hai cái lỗ, có dây kẽm hay sợi dây cầm toàn ten đi học. Rồi mình đi học có gì đâu ngoài cái bình nước mà nó có cái nắp mũ nhựa đeo trên vai vậy nè. Rồi cái thì đứa nào đi học cũng có một bình nước đó. Bây giờ á, rồi mình đi học hồi nhỏ phải có một bó đũa để tập làm toán. Bây giờ con nít á, bản cửu chương nó cũng không thuộc nữa. Đa số là con nít, có nhiều đứa nó không thuộc bản cửu chương là tại vì sao? Nó ỷ y vào cái máy tính. Thậm chí có những đứa bây giờ nó viết chữ rất là xấu, là vì hễ cái chuyện gì là nó vô nó gõ, nó đâu có dùng cái tay nó viết.
Cho nên á, người chỉ biết cái xưa mà không thích ứng được cái thời nay, mình sống mình cũng khổ lắm. Tại vì mình tự nhiên mình thấy mình lẻ loi, mình đơn độc, không có ai phù hợp với mình. Cái điều này giống như ông cụ Khuất Nguyên ngày xưa vậy đó, nghĩ rằng á, mọi người trên đời này ai cũng xấu, chỉ mình ta tốt. Mọi người trên đời này ai cũng dơ, chỉ mình ta sạch. Cho nên nhảy sông tự giận, nhảy xuống sông nịch la tự giận. Người dân thấy tội ổng quá, cũng là một người tốt, vì chán đời mà nhảy sông tự vẫn. Cho nên họ mới làm cái bánh ú á, bánh ú nước tro họ thả xuống sông. Thứ nhất là để mong á, lỡ ông có trôi dạt ở đâu nhờ bánh ú này mà ông sống được. Từ đó mình cúng mùng 5 tháng 5 mới có bánh ú nước tro. Ngày xưa ông nghĩ vậy đó, cho nên ông chán đời lắm. Thì người xưa đã nhắc mình rồi, sống mà chỉ biết cái nay mà không biết cái gì của xưa thì mình mù mờ. Đâu có sao, cái này lọ đỡ khổ hơn. Chẳng bất quá là không biết thôi. Nhưng mà cái người sống mà cứ ôm cái cũ mà không thích ứng được với cái mới, cái này mới khổ nè. À, cái này gọi là lục trầm đây, chìm ở trên cạn. Thay vì người ta chìm dưới nước thì chìm trên cạn, sống ngay trong mặt đất này nhưng mà đơn độc khổ đau. Cho nên người phải có hiểu biết, học giới có tuệ, phải siêng năng làm thiện, gọi là cần thiện. Trong kinh Pháp Cú có câu đó, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa có làm có kết quả. Kinh Pháp Cú dạy hai câu như vậy. Nếu mà mình lời nói của mình nó hay mà mình có làm thì có kết quả. Ly nghị là lìa những cái gì ồn náo. Hồi chiều có một Phật tử đi chung xe, sống ở đây mấy mươi năm rồi. Cái vị đó nói bây giờ con sống đây quen rồi, cuối tuần rồi chạy qua Vancouver mà thăm mấy đứa nhỏ chừng 3 ngày là phải chạy về đây lại, chứ ở nữa bệnh, ồn náo chịu không nổi. Quý vị ở đây rồi, quý vị quen rồi, cái không khí yên tĩnh, không có chụp giật, không có gọi là bóp còi, rồi không có những cái đó, đời sống nó bình an, nó tĩnh lặng, cũng quen rồi. Bây giờ ông chừng ra những thành phố lớn, quý vị khó đi được, xe cộ chạy cũng khó, ồn náo. Cho nên á, người tu á, một trong cái đẹp của cái người xuất gia là gì? Thích chỗ vắng lặng. Bây giờ so ra ha, một cái thành phố thật là ồn, rồi mình đi vô chùa, ngược lại trong chùa thì có ồn gì nữa, buổi thôi, rồi sau đó mọi người ra về chùa, trở lại cái không khí tĩnh lặng bình an. Cái người phải có cái không thích cái không khí đó mới sống, mới tu nổi. Nhất là những vị ở đây nha, ở đảo nè, xa đất liền, mỗi lần đi là phải qua phà, rồi cộng thêm đó là thưa vắng mà lại thường hay mưa nữa. Trời ơi, gom mấy yếu tố đó dễ đứt ruột rầu thúi ruột. Nhưng mà tại mình thích cho nên mình ở, mình đâu thấy gì đâu, ngược lại mình còn thấy thảnh thơi, thấy nhẹ nhàng. Đó, người tu là người thích cái gì? Ly cái chỗ ồn náo. Mà ngược lại á, mình vui, thí dụ ở trong nhà mình yên tĩnh một mình mở một bài pháp mình lên mình nghe thấm. Hay là khuya quý vị mở một cái bài kinh tụng lên quý vị nghe thấm lắm, lạc pháp. Mình sống là phải có cái niềm vui của Phật pháp, lấy Phật pháp làm niềm vui. Cho nên ngày xưa tổ Huệ Đăng á, ngài ẩn cư ở phía sau núi chùa, chùa to vậy đó, nhưng mà ngài lui về phía sau, ở lấy cái vách đá ngài ở vậy thôi. Rồi ngài làm cặp đối để trước cửa thôi, cửa cái hang đá của ngài vậy đó. Tá thập vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Tá thập vi tường tức là tôi tá túc ở cái phiến đá này nè, làm cái tường như là bức tường vậy. Tá thạch vi tường, ai biết lão tăng này nghèo hết cỡ, cùng đáo để, cùng là nghèo, bần cùng nghèo là nghèo hết cỡ nói rồi, nghèo đến mức độ là đến cái chân vách mà ở luôn.
Tá thạch vi tường, mượn cái đá, mượn cái vách núi này để sống thôi. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo đế. Ai biết được điều đó? Ai biết tôi nghèo dữ dội vậy? Nhưng đừng chê nghe. Chỉ mau tắt ốc, lấy cỏ lấy rơm làm cái nóc cái nhà để ở. Nhưng mà ở trong này nè, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Ai biết được trong này vui, vui không có ngần mẻ, vui tột cùng. Quý vị coi đại nhạc hội, quý vị coi gala cười, quý vị coi Paris by night, quý vị coi cái gì Asia. Coi cái nào cười xong rồi hết 4 tiếng quý vị tắt cũng có lúc nó hết. Còn tôi trong này không có cười gì mà cái lạc đó sao? Nó vô cương. Cái nào mà nhộn nhịp thì cái đó nó cũng có chừng mực của nó. Coi một cái đại nhạc hội là giỏi lắm là 4-5 tiếng là quá nhiều rồi. Mà đại nhạc hội của mình thôi, của người Việt quá đông, Mỹ lèm lẹ gọn lắm. Cho nên phim chỉ có phim của mình mới mấy chục tập. Phim Mỹ lẹ lắm, tiếng rưỡi là xong. Tiếng 47 phút là hết rồi. Người ta coi gọn, còn mình là tới trầm luân khói lửa. Chỉ nói một phim bộ thôi là mình thấy được cái trầm luân của mình rồi. Phải không? Không có dứt cái gì. Nổi cái bộ phim đó mình coi mình cũng thấy nó dây dưa, nó dây dưa. Mà tới mà nó hết ngay cái chỗ nào mà hấp dẫn hết, hết cuộn băng ngay chỗ đó vậy đó. Rồi bây giờ nói làm sao đây, chờ còn tập nữa thôi, ráng coi để biết kết quả chuyện gì chứ. Thôi ấm ức đi ngủ chịu gì nổi. Là phải bỏ cái tập đó vô coi. Rồi xong rồi cái đánh cho rầm, cái không biết nãy chết chưa mà chữ tạo chạy lên rồi. Những người nào mà ghiền phim tàu là nói chỗ này là hiểu được liền. Cho nên con người của mình y chang như bộ phim tàu cái gì đâu. Trầm luân khói lửa. Thì hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng, bởi vì qua một cái câu đối ở chùa, người Pháp Hòa mượn thêm vài cái ý tứ trong kinh, lời Phật dạy 6 cái pháp để chúng ta thành tựu được, để cho cái sự tu ứng dụng của mình. Vạn hạnh nghĩa là hạnh nào mình cũng tu, chứ không phải một hạnh. Có lúc á, lên đây ngồi tụng kinh, nhưng mà dưới bếp bận, tụng xong rồi xuống phụ. Xong rồi bếp rồi, ta ăn xong rồi, sao giờ bữa nay ai cũng bận đi về hết, còn bãi chiến trường có mình ở lại thôi, mình rảnh hơn ở lại rửa chén. Hạnh nào cũng tu, chứ không phải nói tôi lên chùa này chỉ làm một việc thôi, là thỉnh mỏ thỉnh chuông, ngoài mấy thỉnh khác tôi không thỉnh. Ai thỉnh đi đâu thỉnh, tôi chỉ biết thỉnh chuông thỉnh mỏ thôi. Không được. Vạn hạnh là hạnh nào cũng phải tu. Chuông mỏ làm. Bây giờ chùa có mấy móng à, rồi móng nào cũng có một chỗ hết, rồi mấy móng kia làm gì. Phải không? Giống như nhà thôi, cái nhà mình nó đơn chiếc thì một mình phải bao quát nhiều việc. Ê, Pháp Hòa là bữa nay là cảm ho, là cũng bữa cuối tuần đi ra đổ rác, đi khiêng rác ra đổ mà y làm biếng mặc áo lạnh vô là trúng cảm. Mình không phải trụ trì cái là mình chỉ ngồi chơi không, việc gì không ai làm, thiếu người làm mình phải phụ. Cho nên trong gia đình mình á, chồng con vợ bà ai cũng tu được vạn hạnh pháp môn. Vạn hạnh mà. Thành thử cái người mà tu vạn hạnh đó là người có thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Người có ngàn tay ngàn mắt thì thấy việc gì rõ, việc đó cần mình phụ làm. Có nhiều khi người ta thử bịch rác ta để vậy đó, coi trong gia đình này bao nhiêu người có thiên nhãn. Người có thiên nhãn là thấy ở này bịch rác mà sao để đây. Còn người có phàm nhãn nhục nhãn thì rác hả, để đó. Cái người ta có thiên nhãn nó khác á. Người có thiên nhãn cái này rác là đem bỏ. Có nhiều người nói sao thấy rác mà không bỏ. Ủa bỏ hả, tôi tưởng rác để đây chứ. Trời ơi, nói chuyện nghe dễ thương vậy đó. Rác mà để đây, thấy rác là mình biết là rác thì phải đi bỏ. Cho nên thưa đại chúng, cái người mà người ta siêng làm á, việc biết bao nhiêu để làm. Còn người không muốn làm, tôi đâu thấy việc gì làm đâu,
không có chuyện gì để làm hết trơn á, bữa nay rảnh lắm. Nhưng mà thật sự người muốn làm hằng hà sa số việc để làm. Nếu mình muốn làm, còn không muốn làm một đống trước mặt cũng không thấy có việc để làm. Cho nên ngày hôm qua trong bộ U Bà Tát Giới Kinh Pháp Hòa giảng cái bài thứ 7, Phật dạy người tu chứng tâm minh, thiền nhãn minh, thiền nhĩ minh, tha tâm. Thiền nhãn, thiền nhĩ và tha tâm. Pháp Hòa mới nói một có một ngày nọ Pháp Hòa ngồi thiền và Pháp Hòa phát minh cái chuyện thiền nhãn, thiền nhĩ. À, Pháp Hòa hay dạy mấy đứa nhỏ đó, mấy đứa nhỏ nhỏ vô chùa, Pháp Hòa hay dạy nó vậy nè: con có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe, có trái tim để cảm. Con nhìn cái đó sai, tim con biết cái này sai mà, thì mắt nhìn tâm nó nói liền. Thiền nhãn nè, tha tâm nè, thiền nhĩ nè, tha tâm nè, chứng tam thông dễ dàng. Đó, còn mình mà không muốn làm coi, tại sao không phụ tôi, có gì gì đâu làm, cái trời một đống việc sao không thấy, ủa bữa này để làm hả? Ngộ vậy đó. Mà tới hồi dọn lên bàn á, nhào vô ăn liền, ủa sao ăn, ủa này, này cho ăn mà. Nhìn đó biết cho ăn, mà nhìn việc thì bộ có đó để làm hả? Quý vị hiểu chỗ Hòa nói không? Cho nên thường thường Hòa dạy mấy chú ở chùa, nó ngay trước mắt là Pháp Hòa nói, mà nói bằng cái ví dụ như vậy. Con người mình thấy đồ ăn là nhiều khi muốn ăn quá hỏi nha: này ăn được không? Thường thường thấy thức ăn, thầy cái này con ăn được không? Pháp Hòa nói: trời ơi, phải con thấy việc con hỏi thầy ơi, này cần làm không? Thầy hạnh phúc quá. Và đa số mình là thấy thức ăn thì hỏi này ăn được không, mà thấy việc làm thì sao? Lờ. Cho đó nói: dạ con đang tu thiền đối cảnh vô tâm. Và con ứng dụng thiền ngữ. Tại vì ngày xưa ngày Trần Thái Tông ngày làm cái bài kệ đó: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cho nên giờ không thấy việc gì làm thờ ơ, nói giờ tôi đang tu thiền. Thiền của tôi là đối cảnh vô tâm. Đó là mình lợi dụng chữ để mình làm biến, phải không? Đối cảnh vô tâm là thấy tất cả cảnh duyên, làm tất cả mọi việc mà tâm mình không dính mắc, không có dính mắc việc gì hết. Thí dụ như á, mình làm việc gì cho ai rồi là xong. Lý do là gì? Lúc đó anh cần tôi làm, tôi available, tôi khả năng tôi làm được. That's done, xong. Nghĩa là lúc đó cũng may là tôi rảnh, và lúc đó đúng việc của khả năng tôi đâu có gì phiền hà. Khả năng tôi làm được, gặp ngay lúc anh cần, tôi làm xong tôi đi. Cũng giống như á, trong khi mình có khả năng, có income, có việc làm, có khả năng, người nhà mình đang cần mình bảo lãnh qua, bảo lãnh qua rồi, đành, xong. Đó, mình độ họ qua được đây rồi, họ tự độ. Còn họ có nhớ mình hay không, hay họ đối xử với mình thế nào, đừng quan tâm. Vì việc làm mình đã xong rồi, nghĩa là khả năng mình ngay lúc đó mình làm được. Ví dụ bây giờ họ muốn qua quá trời, mình rất muốn bảo lãnh, thiếu duyên thôi, không có tiền, không có income, sao bảo lãnh qua được. Cho nên lúc mình có tiền, hoàn cảnh cho phép, luật pháp cho phép, họ có nhu cầu đi, đưa họ qua đây rồi xong. Cho nên cái hình ảnh người chèo thuyền, ngũ tổ chèo lục tổ chèo thuyền, lục tổ người thầy mới nói, ngũ tổ mới nói để thầy đưa con qua một đoạn. Lục tổ Huệ Năng nói: dạ xin thầy cho con tự chèo, bằng cách đáp lại một câu: khi con mê thầy độ, khi con ngộ rồi con tự độ lấy con. Hình ảnh của sự chèo thuyền. Nhưng mà thay vì nói là thôi thầy ngồi đi để con làm, thì ngài đáp bằng một câu: khi con chưa ngộ thì thầy độ con, nhưng khi con đã ngộ rồi thì con phải tự độ lấy con, bằng cách con tự chèo thuyền mà không cần thầy nữa. Phải không? Cho nên á, mình tụng kinh Pháp Hoa rất là nhiều, nhưng mà đa số là mình bị Pháp Hoa độ, chứ mình không độ được Pháp Hoa. Mình cứ tính, tôi tụng năm nay tôi tụng được 10 bộ rồi,
Thí dụ vậy, cho nên ông kia ông mới nói tôi tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Ông khoe với Lục Tổ vậy đó. Lục Tổ nói khi mê thì bị Pháp Hoa độ, khi ngộ độ Pháp Hoa. Anh tụng kinh là để minh tâm kiến tánh, chứ đâu phải anh khao bao nhiêu bộ để anh khoe với tôi. Nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Một cái Nam Mô Phật đều đã thành Phật, chứ đâu phải đợi tụng. Nhưng mà nếu anh có tụng tốt, tụng đi. Thay vì anh đi tạo nghiệp bằng thân miệng ý, bây giờ anh không tạo nghiệp nữa, anh lấy cái thời gian đó anh ngồi tụng bộ kinh tốt chứ có sao đâu. Nhưng đừng có đem cái số lượng bộ đó mà đi khoe với ai đó. Cho nên đó, mỗi cái pháp danh của mình, mỗi cái tên của mình, nó cũng đều là pháp tu cả, nó cũng là vạn hạnh đó. Pháp Hòa ví dụ nè, cái tên Hoa đó, nguyên chữ Hoa nghĩa là bông, bông hoa. Mà nếu mà đã là bông hoa thì người ta chưng mình ở đâu cũng được. Chưng ở bàn thờ kêu cúng Phật, gói lại có giấy đàng hoàng đem tặng quà tình yêu, đem vô bệnh viện tặng người bệnh, tặng người bệnh cũng bó hoa đó thôi. Mà hãy để bàn thờ kêu cúng, cầm đưa ta kêu tặng, đưa cho con mình cho, cũng bó hoa đó, đưa Phật hai tay, đưa người yêu hai tay. Cho nên nó là bó hoa rồi á, nó thoải mái lắm. Anh muốn chưng tôi đâu cũng được hết, tại vì bản chất tôi là đẹp. Anh chỗ nào anh cần đẹp anh cứ để tôi lên. Cho nên nó có dấu sắc là hóa, ứng hóa biến hóa sống vô cùng. Nhờ ứng hóa sống vô cùng như vậy, cho nên nó đi tới đâu, nó sống ở chỗ nào, nó cũng hòa, là dấu huyền. Nhưng mà lỡ nó bực bội lên, nó phát hỏa là lửa, phát hỏa thì thành hỏa dấu nặng. Cũng chữ hoa mà nó biến sắc huyền hỏi nặng, mà tâm trạng nó có khác. Cho nên vạn hạnh là vậy đó. Vạn hạnh là vậy, tất cả đều là cái pháp tụ. Mình thấy một cái, mình thấy một cái cuộc đời nè mà nó hưng thịnh, nhưng mình vẫn rõ được cái thể chân như của nó là gì. Có ngày nó cũng yếu, chứ không thể nào như vậy hoài được. Không thể như thế này giờ. Cho nên á, mình á, sống mà mình thấy được cái hưng cái thịnh, cái còn cái mất, cái thắng cái thua, nó chỉ đều là những cái đối đãi thôi. Hôm nào mình có bệnh, mình mới biết quý những ngày không bệnh. Ở đây có ai nghe cái bài Đời Đá Vàng chưa? Tối nay về nghe lại Đời Đá Vàng. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Có dầm về mưa, mưa nắng mới vui, mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Ví dụ như tả tuần trước mưa, bữa nay trời nắng có một bữa, mà nguyên tuần lễ trước mưa quên hết, enjoy bữa nay vô cùng. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái người mà sống mà tu theo Phật, Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại hoài đó. Đại chúng cứ nhớ là tại sao mình phải theo Phật, hay là nói cách khác là tại đạo Phật là sao, tu theo đạo Phật là thế làm sao. Học một chữ thôi, chữ tri. Tri là biết, biết sống. Mình vẫn nói phải không, nhưng mà không biết cách nói, cho nên nói người ta giận. Vẫn ăn, không biết cách ăn, càng ăn càng bệnh. Vẫn giúp đỡ người ta, nhưng mà không biết cách giúp, càng giúp người ta càng khổ. Cho nên tiếng Mỹ đơn giản là you have the right to talk, to eat, to act, to behave, but now all you need to learn how. How to talk, how to eat, how to treat people. If you know how, you are Buddhism. Mình biết rõ. Cho nên kinh Viên Giác là gom một chữ thôi, chữ tri. Tri là biết. Mình biết lúc nào nói, lúc nào ngừng, lúc nào tới, lúc nào lui. Hôm nào quý vị nghe lại một cái bài kinh
thất tri, bảy cái phải biết. Tri thời, tri nghĩa, tri pháp, mình phải biết cái đó. Thôi vậy thưa đại chúng, là hôm nay thể theo lời dạy của thầy trụ trì, và Pháp Hòa cũng về đây với đại chúng sau nhiều năm xa cách. Rất tiếc là Pháp Hòa không có thời gian nữa trong những dịp cuối tuần. Thì hy vọng có một dịp nào sẽ quay lại trong một cái cuối tuần, để cho tất cả mọi người có thể tham dự đông đủ hơn. Hay là chúng ta sẽ có một cái khóa tu một hai ngày vậy đó, để cho quý vị được nhiều cái lợi lạc hơn nữa. Thì hôm nay chúng ta tạo duyên ha. Rồi trước khi chúng ta dứt, quý vị có ai có câu hỏi thì xin nêu lên để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thay vì như thường lệ là viết giấy, thì bây giờ không có viết giấy, thì nếu mình có thắc mắc, mình có hỏi, có thể hỏi trực tiếp. Rồi chúng ta sẽ nương theo câu hỏi đó để cùng mà chia sẻ và học hỏi với nhau. Có ai có thắc mắc gì không? Dạ mời cô. Thầy, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, cái câu hỏi của con thì nó cũng không có cái câu hỏi của con đó thì thầy nó có liên quan đến cái điều mà thầy mới giảng, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng dễ hiểu hơn. Nhưng mà con muốn hỏi để cho đại chúng đây, nếu mà ai mà có cùng cái thắc mắc như vậy đó thì cũng có thể nghe. Thưa thầy, hồi nãy thầy có nói là về cái vụ mà biết đó. Ví dụ như là ở trong chùa thầy nói là có rác thì phải thấy và phải làm. Nhưng mà thấy đồ ăn đó, thì thấy mà thấy rác thì không có làm, mà thấy đồ ăn thì lại muốn ăn. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ đó gặp những cái người mà bừa bãi đó, họ không có chịu làm, họ cứ bày ra đó, rồi họ biết là có những người khác đó cứ làm, mà mình nói đó thì họ nói là mình annoying, too annoying, hoặc là too picky, quá là khó chịu, quá là cái kia đó, tức là khó chịu quá, hoặc là ấy các thì hoặc là quá annoying, tức là hay bắt bẻ gì kia đó. Thì thưa thầy, nếu mình biết á mà mình không nói á thì người ta nói là mình ác, còn nếu mình nói á mà bị phê bình như vậy đó, thì thưa thầy làm thế nào để làm cho những cái người mà thấy việc không chịu làm, thấy thức ăn thì lại muốn ăn, thì như thầy nói thì dễ rồi, nhưng mà không phải ai nói cũng dễ hết đó. Thành ra do đó con muốn thưa với thầy là thầy có cái cách nào để chỉ cho chúng con biết là nên nói như thế nào để người ta hiểu, người ta làm, người ta đừng có bừa bãi nữa, và mình không bị chê là picky hoặc là annoying. Dạ con xin cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, qua câu hỏi đó thì ở đây thôi đính chánh lại là nói là thấy thức ăn mà ăn, mà thấy việc không làm á, Pháp Hòa không có cái ý là nói cái ai là hay là chê. Ở đây mình cái ví dụ để mình thấy cuộc sống của chúng ta thường thường á, cái gì mà mình thấy thích á thì mình thấy rõ mình làm, còn mình không thấy thích là mình thờ ơ mà không làm. Chứ mình không có phải là mình muốn nói cá nhân hay là mình nói ai. Còn cái ví dụ như đơn giản nhất, nói làm như thế nào mà để mình làm cho người đó đừng có bừa bãi, mà mình không phải bị chê là mình bị người ta nói là mình khó tánh, khó chịu. Đơn giản thôi, khỏi nói. Không phải. Thật sự như thế này nè, cái đó là cái điều Phật dạy chúng ta sống. Khi chúng ta thấy bất cứ gì chúng ta thích, chúng ta ăn, thì việc làm chúng ta thấy, chúng ta cũng làm. Đó là cái bình thường vậy. Giống như mình nói là ăn thì lựa món, nói thì lựa lời, cũng y chang vậy. Khi mình thấy việc mình muốn làm, cũng như là mình thấy thức ăn, mình thích ăn vậy.
Nhưng ở đây cái trường hợp đó nó đơn giản quá. Nó có những cái trường hợp là ở một cái nơi công cộng, nhưng có những người không phải như vậy. Mình nói thì người mình sẽ mang tiếng là khó chịu hay soi mói, phải không? Nếu như mình đã từng nói mà vị đó vẫn không có thay đổi thì mình hiểu rằng người này chưa có thể chuyển hóa trong lúc này. Bản thân mình cũng chưa đủ khả năng để chuyển hóa ai. Bây giờ người mình cần độ chuyển hóa trước là chuyển hóa mình. Đừng khó chịu khi những hình ảnh như vậy. Muốn độ cho họ hay là muốn thực hiện mình làm, mình cứ làm trong khả năng của mình. Xin lỗi á, nếu mà ở chùa nào mà đông người, mà cái người nào mà đứng mà rửa chén đó, rửa từ sáng đến tối cũng còn rửa. Nhưng mà bây giờ nếu người nào mà rửa tới 3 giờ chiều phải đi làm, là chỉ cần tắt cái máy rồi đi làm thôi. Rồi thì cái số lượng còn lại đó dồn đó lát có người khác. Chứ còn nếu mình nói trời ơi tôi đứng đây hoài, cứ đưa tới hoài tôi bỏ không được, thì mình sẽ đứng mãi. Nhưng mà mình cứ làm trong cái phạm vi giờ giấc khả năng của mình. Đến khi nào mình hết việc, hết giờ của mình, việc vẫn còn mà giờ mình đã hết, mình tắt mình đi thì người khác tiếp. Mình cứ thực tập như vậy. Không có, cái quan trọng là mình đừng có khó chịu, bực bội, phiền não gì hết. Mình xây dựng ai đó bằng cái thiện chí của mình. Nhưng người đó chưa có mở tâm để nghe, để chuyển, nhiều đó đủ rồi. Bây giờ mình lo việc của mình. Việc của mình là khả năng mình làm được nhiêu mình cứ làm. Còn không làm được, hoặc là mình làm và với cái tâm gì biết không? Được cơ hội, được dịp phụng sự cho đại chúng. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường suy nghĩ như vậy mà Pháp Hòa làm việc dẻo dai đó. Lỡ hôm nào mình không còn làm được nữa, có muốn làm cũng không được. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó. Cho nên rồi mình làm bất cứ việc gì mình cũng không thấy khó chịu. Rửa chén nè, chùi cầu nè. Quý vị biết á, cái chuyện mà bừa bãi ăn uống là chuyện bình thường. Thậm chí chỗ đó người ta để đừng vẫn làm, đừng mà vẫn làm. Bằng chứng là có những nơi để là xin đừng để giày dép ở đây. Tiếng Việt, tiếng Anh, thậm chí vẽ một chiếc giày có dấu chéo luôn, để cho ba dạng người đọc. Người đọc được tiếng Việt, người đọc được tiếng Anh, thậm chí người không biết chữ, nhưng mà thấy vẽ chiếc giày có dấu chéo là hiểu rằng chỗ này không được để giày. Vậy mà tuần nào, lễ nào, chỗ đó một đống giày. Quý vị để ý, Việt Nam mình cấm tiểu bậy ở đây là chỗ đó bị tiểu nhiều nhất. Cấm đổ rác ở đây, chỗ đó rác nhiều nhất. Để cái bản xin đừng đi đường này, chỗ đó là mòn nhất. Quý vị thấy để ý cái chuyện đó là mình sẽ thấy ở chùa Pháp Hòa nè, cái cầu thang đưa lên chánh điện á, nó có 8 nấc, mà mỗi một nấc là để một cái bảng xin đừng để giày dép ở đây, tiếng Việt, tiếng Anh và một chiếc giày chéo. Vậy mà chủ nhật nào sình bùng cũng từ ở trên cầu thang đó đi xuống. Thậm chí có bữa Pháp Hòa chính tay đi lấy một cái khăn ngồi lau từng nấc thang, vừa lau xong có một cô khác để nguyên đôi giày tuyết lên đó, ngay chỗ đó luôn. Nghĩa là mình ngồi mình lau mà người ta vẫn thấy ô xa va. Chuyện bình thường. Your job. Mình nói sao? Chúng sanh mà. Cho nên đối với những người, người như vậy đó thì mình mới thấy rõ ràng là chúng sanh của chúng ta sống theo cái tập khí rất là nhiều. Tập khí ta là những thói quen. Còn mình chỉnh đốn được thói quen mình đó là người tu. Và bây giờ cái người người ta chưa chỉnh mà người ta cứ như thế là người ta giúp mình tu. Mình quán là người đó đang làm vậy đó. Thí dụ như cái người mà ta lịch sự ha, ta để ý, ta ý thức á, ồ
chỗ này mới lau nè, mà rõ ràng không cho để giày mà, mà ông thầy ông ngồi ông lau nữa, thôi mình để chỗ khác. Cái người có nhận thức một chút là vậy. Còn người kia là thờ ơ, bình thường, đâu có gì lạ đâu, thầy lau sạch rồi, tôi để giày tiếp. Nếu mà chỗ này dơ chắc tôi không để đâu, mà tại sạch quá, dễ thương quá. Nhưng mà nếu lúc đó mình nổi sân là mình thua rồi đó. Cho nên là Khổng Tử có một câu mà rất là thích: anh nổi giận với người kia, nghĩa là anh đã chứng tỏ sự thất bại của anh trước mặt họ. Đức Khổng Tử nói câu đó. Người chọc mình giận mà mình nổi cơn giận trước mặt họ, nghĩa là mình là một người đang thất bại trước mặt họ. Vậy cho nên đó, cái người mà người như vậy mà mình nổi sân lên là mình thất bại với bản thân tu hành của mình. Cho nên ngày Ấn Quang thấy không? Gì đó quy tắc tu hành đó, chùa nào cũng dán hết đó. Chùa nào cũng có cái bản tổ bố để quy tắc tu hành của ngày Ấn Quang ở dưới đó. Nhưng mà bao nhiêu người ứng dụng được từng câu trong đó. Phải thấy tất cả là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Vậy này thì Bồ Tát là gì? Bồ Tát thì những người ta chuyên môn làm những cái chuyện mà để cho mình phải có chuyện đó. Cho nên thưa quý vị là trên nguyên tắc đạo lý là mình nói 1, nói 2, nói 3, nói 4 gì đó, nhưng mà trong cuộc đời này không phải đơn giản là ai cũng sẽ 1, 2, 3, 4 giống mình giảng đâu. Phải không? Khuyên 1.000 người đi tu, chắc gì trong ngàn được một người tu. Thí dụ gặp ai cũng nói đi tu đi con, đi tu đi con. Bộ khuyên vậy có đi tu hả? Phải không? Cho nên đông qua gì. Cho nên ngày nào còn như thế, nghĩa là cõi đời này còn cần có đạo Phật. Đạo Phật để làm gì? Để cứu khổ. Mà bây giờ người ta chưa giải thì trước hết, nếu mà không có đạo Phật á, ổng có ứng dụng giáo pháp là mình khổ theo họ rồi đó. Họ vậy là mình khổ theo họ. Chủ nhật này mình tới họ vậy cái mình khổ nguyên ngày. Tuần sau vô khổ tiếp một tuần nữa. Cho nên rồi cứ chủ nhật nào đi chùa khổ chủ nhật đó. Phải không? Thì bây giờ mình cái quan trọng là mình chuyển hóa mình. Nếu mà mình cứ làm trong khả năng của mình, giống như nhà hàng, tất cả cơ sở là một cơ quan làm việc, đúng 8 tiếng nhân viên tắt máy đi về, mặc dù việc chưa hết, hết giờ rồi, 8 tiếng thôi chứ. Rồi ngày mai tôi vô tôi làm tiếp. Việc á, là không bao giờ hết, chỉ có mình hết giờ thôi. Phải vậy không? Dạ, cho nên thôi thì bây giờ cô nhẹ nhàng, làm được gì của cô thì cô làm. Còn nếu mà mình xây dựng một lần trong cái ái ngữ nha. Nhiều khi á, có nhiều khi á, có nhiều vị nhắc nhưng mà không có bằng cái khéo. Tại sao để đây? Tại sao rất là bừa bãi như vậy? Tại sao biết ăn mà không biết làm? Thí dụ vậy là nếu mà người ta ý thức và làm rồi, vì người ta không ý thức mà mình nói cũng không ý thức nữa, là hai cái không ý thức nó gặp nhau. Đó, nó thành ra nguyên đêm hai người đồng thức. Giận với nhau đó, không ngủ được. Cho nên á, một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Rồi bây giờ Phó Hòa nói á, ví dụ như bây giờ hai người sống chung một nhà đi, ông chồng bừa bãi, bà vợ nói hoài, nói không được, không lẽ bà bừa bãi theo, thì cái nhà nó thành gì nữa giờ? Phải không? Thành thử ra thôi thì cũng giống như chúng sanh thôi. Chúng sanh cứ vô địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng bưng ra. Hai ba ngày sau, ủa, du nữa hả? Xuống Bồ Tát Địa Tạng kiểm mặt thấy du nữa. Dạ con đây chứ ai. Chị quý vị thấy không? Trong kinh Địa Tạng cũng kể rõ chuyện đó mà. Sao mà ngày đưa ra rồi lọt tọt vô nữa? À, thế ông mới hỏng, mới có việc để làm. Xin lỗi, cảnh sát là để trì trừ gian diệt ác, nhưng mà gian ác trên thế gian này hết, cảnh sát còn gì làm? Không bao giờ hết. Vô phần Phật Thầy, xin Thầy khoan nghĩ.
Dạ, mô Phật và Thầy, con là Phật tử ở Việt Nam. Con đi được 2 năm để phụ giúp cho con của con. Thì ở Việt Nam con cũng là Phật tử ở chùa nhiều năm nay, mấy chục năm. Khi qua đây thì không có điều kiện để đi chùa tầm công quả hoặc nghe pháp. Nhưng con có xem YouTube của các thầy giảng. Thì cách đây khoảng 1 tuần, con có xem được cái YouTube của thầy là thờ Phật như thế nào, cúng Phật như thế nào, đại Phật như thế nào cho đúng. Thì hôm nay là duyên lành của con, cũng là cái bước của con được gặp thầy. Thì trong ý định của con là con định gửi về để con hỏi thầy của con. Nhưng hôm nay con gặp thầy là con rất mừng và con rất là hoan hỷ, con rất là sung sướng. Nam mô A Di Đà Phật. Thì con cháu của con á, con bạch thầy, cháu con nó được 2 tháng thì trong cái phòng, thì trước cái cửa thì thường thường á là khuya con hay dậy, con niệm Phật và con chỉ chú đại bi. Thì cháu nhỏ thì con phải chăm cháu, cho nên là trước cái cửa phòng này con có thờ một cái gì tấm điển hình Phật Thích Ca. Thì con ngồi con tụng như vậy, thì xin thầy chỉ cho con là thứ nhất là có ảnh hưởng tổn phước của cháu của con hay không, thứ hai là con để hình Phật như vậy, con niệm Phật, con chỉ chú, là có đúng hay sai? Xin thầy quan hỷ chỉ cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô. Cô ngồi đi, cô ngồi đi. Dạ, cảm ơn cô. Quý vị nghe rõ câu hỏi này ha. Thứ nhất á, là mình, tại vì cô nghĩ rằng mình treo Phật vậy, mình tụng vô trong giống như mình xá, mình không biết đứa nhỏ nó có ảnh hưởng gì không, phải không? Tốt thôi. Rồi mình cho nó thêm cái năng lượng chứ có gì đâu. Cái thứ hai mà mình để Phật ở chỗ đó không biết có đúng không, phải không? Mà có nghe Ngài nói gì không? Để Ngài ngồi đó mà Ngài không nói gì là Ngài ok rồi. Dạ, mà thầy, tại vì con nghe được cái bài giảng của thầy là thờ Phật như thế nào cho đúng, cúng Phật như thế nào cho đúng và lại Phật như thế nào cho đúng. Thì ở Việt Nam con có cái lầu riêng, con thờ Phật, con cúng Phật, con lại. Còn ở đây thì thầy cũng biết là chỉ có cái phòng thôi. Thì con gái của con nó thờ Phật ở dưới, thì hàng ngày con cũng thờ Phật, cúng Phật và lạy Phật. Nhưng mà đêm á thì con hay trì chú và niệm Phật, cho nên con để cái tấm hình như vậy có sao không, con sợ. Chữ đúng là đúng làm sao biết không? Dạ, con không biết. Đúng hoàn cảnh. Dạ. Đúng khả năng. Dạ. Đúng cái chỗ mình đó. Dạ. Bây giờ hoàn cảnh cô, bây giờ ví dụ thôi. Dạ. Pháp Hòa nói trật, cô còn chỗ khác để không? Thí dụ vậy đó. Thấy không? Thành thử đúng này là đúng gì? Đúng hoàn cảnh của mình. Bây giờ cô như vậy thôi. Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có những Phật tử, đệ tử ở Hàn Quốc á, lấy chồng tinh lành, không được quyền cho chồng, gia đình chồng thấy bất cứ cái gì liên hệ đến đạo Phật. Mấy em nó gói Phật thật kỹ, nó cất trong cái tủ. Chồng với má chồng, ba chồng vừa ra khỏi nhà, nó lấy cuốn kinh ra, nó lại, nó ngồi nó tụng trong phòng. Mà tụng trong hồi hộp à, nghe tiếng về một cái lật đật gói cuốn kinh cất không kịp nữa. Tội không? Nó hỏi, nó nói trời, nhiều lúc con thấy con tội lỗi quá, con cứ gói Phật lẹ lẹ giấu cất, không biết Phật có buồn con không. Nói Phật không sao đâu, Phật ở trong đó Phật cũng happy lắm. Tại sao? Cái chữ đúng là đúng cái gì? Đúng hoàn cảnh của mình, đúng khả năng phương tiện của mình. Ví dụ Pháp Hòa nói bây giờ cô muốn có phước một ngày tụng 108 chú đại bi. Cô nói trời ơi, cháu con nó hành hết ngày rồi, tờ sức khỏe đâu nữa mà tụng. Giờ con ngồi mỗi ngày tụng được một biến được không? Cũng đúng luôn. Đúng là đúng cái thời gian của mình. Giờ thời gian mình có nhiêu đó, bây giờ làm gì hơn? Cô hiểu ý không? Trên cái căn bản ai có, đây là chỉ cách, thí dụ như người nào có cái bàn thờ đồ đàng hoàng, thì cái tầm để bàn thờ là ngang cái tầm nhìn của mình. Mình để tượng Phật sao mà ngang cái tầm mình đứng mình nhìn được, giao cảm với Phật. Đó là phương, đó là một cái hình thức cho những ai thật sự bày được một cái chỗ để mà gọi là thờ phượng. Còn hoàn cảnh của chúng ta, mỗi người mỗi khác. Có nhiều em á, cô biết không, là không có được như vậy.
Rồi có nhiều vị thờ Phật nhưng mà không được thắp nhang, không được hoa trái. Nói tóm lại sao cũng được, đúng là đúng với hoàn cảnh của mình, khả năng của mình, thời gian của mình, thậm chí sức khỏe của mình. Còn nếu mà nói cho nó thật đúng, đúng này nó chẳng khác. Ví dụ nói tụng kinh phải tụng 7 giờ tối, mà 7 giờ là giờ mình phải lo gia đình hay là như thế nào đó trong gia đình, thì không lẽ bây giờ vì cái 7 giờ rồi cả đời mà không làm gì được sao? Thế thì tụng kinh 1 giờ khuya cũng chẳng sao, 3 giờ sáng cũng chẳng sao. Tụng lăng nghiêm không ai bắt mình phải 4 giờ sáng. Cô rảnh 12 giờ trưa cô tụng thời lăng nghiêm cũng được như thường. Nói tóm lại, những phương thức hành trì đồng quy nhất thể. Cái thể là gì? Mình hiểu được mình đang ở như cái tình cảnh như thế nào để chúng ta ứng dụng đạo Phật cho đúng. Một câu hỏi nữa. Thôi nếu mà đại chúng đã ổn định rồi, không có gì thắc mắc nữa thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Thì một lần nữa chúng con xin được tri ân Thượng Tọa Viện Trụ Trì, Ni Sư Trụ Trì Chùa Pháp Hoa ở Vancouver, Thầy Trí Thông và toàn thể đại chúng đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp mặt chiều hôm nay. Xin chúc cho tất cả quý vị được an lành, tu hành luôn luôn tinh tấn an lạc. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chúng ta chắp tay trang nghiêm được lời hướng. Xin con xin được cung kính được tòa cũng như đại chúng đồng đứng dậy để chúng sanh vô biên thể.